Mời quý vị tiếp tục trở lại với các thông tin thời tiết cùng với chị Quỳnh Anh. Chị Quỳnh Anh này, liên tiếp những ngày gần đây thì ở cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi cả khu vực Hà Nội nữa đều ghi nhận những trận mưa dông mạnh và có vẻ như là đang ngày càng xuất hiện những cái trận dông mạnh như thế ở những cái khu vực đô thị lớn. Dạ vâng, đô thị cũng là một trong những cái yếu tố làm cho các cơn dông gia tăng về cường độ chị Hoa. Thưa quý vị khán giả, bởi vì là nền nhiệt tại đô thị thường có nhiệt độ cao hơn ạ và lượng nhiệt ẩm được tích tụ cũng nhiều hơn. Trong quá trình hình thành cơn dông thì các tòa nhà cao tầng cũng giúp đẩy nhanh quá trình đối lưu, đưa khí nóng ẩm lên cao và tạo điều kiện hình thành những cơn dông mạnh hơn so với địa hình mặt đất thông thường. Và thời gian dông nhiệt dễ phát triển nhất là xảy ra về chiều tối sau một buổi trưa nắng mạnh và nóng. Thường trùng với thời gian tan tầm nên ảnh hưởng rất nhiều đến giao thông đi lại ở các đô thị. Ngoài sấm sét, gió giật mạnh thì mưa dồn dập trong thời gian ngắn cũng có thể khiến cho các tuyến đường bị ngập úng và các phương tiện thì ùn tắc nghiêm trọng hàng giờ đồng hồ. Vậy thì ngay trong chiều tối nay chúng ta có đưa ra những cái cảnh báo về mưa dông nhiệt rồi những cái hiện tượng nguy hiểm ở những cái khu vực nào không ạ? Dạ vâng, với Trung Bộ và Bắc Bộ thì đều có nguy cơ xuất hiện mưa dông nhiệt về chiều tối nay ạ, do trước đó buổi trưa trời nắng mạnh và nóng. Tôi xin lưu ý với quý vị là dông nhiệt thì thường là hiện tượng chỉ xảy ra cục bộ thôi, ở một phạm vi rất nhỏ và không phải nơi nào ngày nắng nóng thì chiều tối cũng sẽ xuất hiện mưa dông. Thế nhưng một khi mà đã có mưa dông rồi thì nguy cơ rất cao kèm theo sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Quý vị cần phải hết sức cảnh giác. Còn về diễn biến nắng nóng trong buổi trưa nay thì vùng nóng dự báo là sẽ tập trung ở Hòa Bình, Sơn La, Đồng bằng Bắc Bộ và một dọc từ Thanh Hóa xuống tới tận Phú Yên. Cảnh báo nhiệt độ đều cao 35 cho tới 37 độ, riêng với khu vực vùng núi của Trung Bộ thì có nơi trên 38 độ. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng yếu trong buổi sáng và trưa nay. Đến buổi chiều thì mưa quay trở lại do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Mưa sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành, có nơi mưa to trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ cao kèm theo dông sét và gió rất mạnh, nhất là ở khu đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay, mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi, chủ đạo vẫn sẽ là nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10km và gió Nam, Tây Nam duy trì từ cấp 3 đến cấp 5 ạ. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Anh với những thông tin vừa rồi. Và như vậy là cả ba miền đất nước trong ngày hôm nay sẽ đều có nguy cơ xảy ra mưa dông về chiều tối. Vì vậy mà quý vị cũng chú ý để chúng ta sắp xếp có những lịch trình phù hợp trong ngày. Và để quý vị có những hành trình thuận lợi và chủ động hơn trong các kế hoạch công việc thì chúng tôi sẽ có các thông tin thời tiết và nhiệt độ cụ thể cho một số tỉnh thành trên cả nước trong vòng 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.